Đó, bây giờ mình sẽ ra ngoài đây mình thức cùng nhà mình. Vậy hôm nay mình cũng đã chuẩn bị một cái rổ rau. Rau này gồm có chuối xanh, lá mơ, lá cắp. Các loại rau nữa. Đây, không khác rồi đấy các bạn. Các bạn thử mà làm món này ra, thử đi, rất là ngon các bạn. Rất là thơm luôn các bạn. Các bạn video thì xem quay video không có thể nào lấy một video rất là vui hơn. Ngày không xa tôi về nơi chốn quê cách mình, có cánh đồng xanh nóng rẻ thịt tươi các bạn.